Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thánh Vịnh 130 câu 7 diễn tả ơn cứu chuộc nơi người chứa chan là châm ngôn con chọn cho cuộc đời sứ vụ linh mục. Hôm nay đây, ơn cứu chuộc của Thiên Chúa được hiện tại hóa trên bàn thờ tế lễ con dâng và tiếp tục trào tràn thấm đẫm trên cuộc đời con. Xin tạ ơn Chúa vì hồng phúc thánh chức linh mục. Tạ ơn người vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tâm tình biết ơn, con xin dâng lên Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Khả Kính, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, người đã chọn và gọi con vào gia đình Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, rồi cũng chính người đã động viên con can đảm ra đi để tỏa chiếu ánh sáng của Đức Kitô cho anh chị em của người đang đắm mình trong bóng tối của tục hóa, nguội lạnh trong đời sống đức tin và xuống dốc trong tinh thần Kitô giáo, nơi mà nhiều giáo hội phương Tây đang phải đối diện. Con xin cảm ơn Đức Hồng Y đã cho con cơ hội để mang trên mình một tinh thần truyền giáo mới là đi ra vùng ngoại biên để ơn cứu độ của Đức Kitô tiếp tục được chứa chan trào tràn cho tha nhân. Con xin cảm tạ Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội về những tình cảm rất đỗi thân mật, ngang qua những món quà về tinh thần và cả vật chất mà Đức Tổng đã dành cho anh chị em chúng con là những tu sĩ đang tu học xa nhà xa gia đình. Cách riêng vào chuyến thăm mục vụ Hoa Kỳ vào cuối tháng 5 vừa qua, Đức Tổng nhắc nhở con cố gắng sống tốt và trung thành sứ vụ linh mục. Dù ở đâu, làm gì hoặc nói chi thì cũng luôn phải biết diễn tả tâm tình là người con của Hà Nội. Con xin thành kính tri ân Đức Tổng Giuse. Tâm tình tri ân, con xin dâng lên Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha bạn khóa 19 của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, nơi mà con đã từng theo học một thời gian, nơi mà quý đứng bậc đã trao ban cho con những kiến thức nền tảng vững chắc để con được xây dựng trên đó một tinh thần tông đồ, để bay cao, bay thật xa cho một sứ vụ. Con xin ghi ân những tâm tình thầy trò, tâm tình huynh đệ và sẽ mãi không quên những kỷ niệm trong quãng thời gian tại gia đình chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Kính thưa cha tổng đại diện và quý cha đồng tế, sự hiện diện chân quý của các cha hôm nay là một dấu chỉ hữu hình của một giáo hội hiệp hành. Vui với những niềm vui của anh chị em mình và cảm thông thương tình với những người đi xa. Con từ phương xa trở về nhưng lại nhận được thật nhiều tình thương mến thương của quý cha. Xin nhận nơi con tâm tình cảm ơn của một người con và xin bảo ban con như người em và người bạn trong hàng ngũ linh mục của Đức Kitô. Tâm tình nhớ ơn, con xin dâng lên cha quản hạt Giuse, cũng là cha xứ giáo xứ bằng sở chúng con, cha cố Giuse Maria, cha chánh văn phòng Alfonso. Quý cha luôn đồng hành với con trên hành trình ơn gọi linh mục theo từng phương thế khác nhau. Cha cố đã thương đón nhận con vào gia đình tin yêu. Trong suốt 17 năm qua, cha luôn ân cần bảo ban con rằng hãy tin vào ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa quan phòng để mạnh sức yêu tha nhân. Cha xứ là người rất gần gũi với gia đình con. Cha đã nhiệt tình nhận lời tổ chức cách chu đáo cho thánh lễ tạ ơn của con hôm nay. Nhưng hơn cả, cha luôn dành cho con một phòng đẹp đẽ và tiện nghi trong nhà xứ để con được nghỉ ngơi trong mỗi dịp con trở về thăm quê nhà. Cha chánh văn phòng là người đã cộng tác với Đức Hồng Y để sắp xếp một kế hoạch cho sứ vụ của con nơi đất nước đầy cờ hoa. Hôm nay, cha đã vui vẻ nhận lời chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn phụng vụ. Thật khó để cho con kể ra hết cách chi tiết những tâm tư, tình cảm và công sức của quý cha. Xin nhận nơi con tâm tình ghi ân và cảm tạ. Em xin cảm ơn cha phó, quý thầy phó tế, quý sơ, quý thầy chủng sinh đã dành cho em tình cảm của những người bạn hữu là sự sẻ chia lý tưởng đời dâng hiến. Hôm nay cùng cộng tác để tổ chức thánh lễ tạ ơn của em thật sốt sáng và trang nghiêm. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc phúc cho tình bạn của chúng ta và chúc lành cho chúng ta trên hành trình chúng ta đi. Con xin hết lòng biết ơn quý ông bà cố.
quý khách xa gần, quý vị chính quyền, quý thầy cô bạn bè đã dành thời gian đến để chung chia niềm vui thánh lễ tạ ơn của con hôm nay. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô, vua tình yêu, người đã chịu chết cho bạn hữu của người, tuôn đổ dồi dào phúc lành và bình an xuống trên quý vị. Giờ đây xin cho phép con có đôi dòng tâm sự với bà con dân làng bằng sở kính yêu. Kính thưa ông nội, ông bà ngoại, các em của anh, các cháu, các cô dì, chú bác, anh chị em họ hàng nội ngoại, quý vị trong ban hành giáo, cùng các hội đoàn trong giáo xứ ta và tất cả bà con dân làng bằng sở kính yêu. Quê hương chúng ta sản sinh ra một vị thánh tử đạo thật đối nổi tiếng và đầy công trạng trước mặt Thiên Chúa là cha thánh Phêrô Lê Tùy. Sau ngài, biết bao thế hệ các cha anh và đông đảo các nam tu, nữ tu đang hăng say mục vụ trên mọi miền của đất nước hình chữ S và cả những nơi xa xôi nơi phương trời Tây. Thật may mắn cho con, nhờ lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của tất cả mọi người mà con được Thiên Chúa kêu mời để tiếp tục viết thêm những trang sử đức tin cho giáo xứ quê nhà. Hôm nay con về quê được dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn mọi người. Con xin nghiêng mình cúi đầu cảm tạ và tri ân tất cả mọi người. Xin lượng thứ cho con khi không thể kể tên ra hết được từng người, từng gia đình, từng công trạng mà bà con dân làng ta đã, đang và sẽ làm cho con. Xin mọi người tiếp tục sửa dạy con khi con mắc sai lầm. Xin nhớ đến con là một người con của bằng sở nơi phương xa. Và xin thứ lỗi cho con khi con không có làm mục vụ gần quê nhà để dễ bề thăm hỏi. Nhưng mọi người biết rõ là con luôn nhớ quê nhà và cầu nguyện cho bà con dân làng ta qua lời kinh sớm hôm và thánh lễ con dâng. Vài phút sau chót này, con xin hướng lòng trí, tâm hồn và thân xác tới bố mẹ của con. Con biết bố mẹ chẳng cần đến những lời cảm ơn của con. Tuy nhiên, truyền thống cổ kính của giáo hội dạy con rằng hãy dâng lên cha, lên mẹ những món quà quý giá nhất liên hệ đến bí tích truyền chức thánh. Vì vậy, con xin mượn những món quà vô giá này là tấm khăn lụa trắng đã thấm đẫm dầu thánh được đổ tràn trên đôi tay con trong ngày con lãnh nhận chức thánh và dây các phép con đã dùng trao ban phép lành, ơn tha thứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Qua bí tích hòa giải, món quà này không phải do công trạng hay tài năng của con, nhưng đến từ ân sủng và sự chúc lành của Thiên Chúa. Xin bố mẹ đón nhận và gìn giữ những món quà quý giá này cho đến ngày bố mẹ ra trước tòa Chúa, cùng dâng lên người món quà này mà thân thưa với Chúa rằng cả cuộc đời của người nông dân lam nũ, hiền lành, chất phát và cùng với đó là những giới hạn và yếu đuối của thân phận kiếp người. Bố mẹ không có tạo ra nhiều danh cao hay chức cả gì cho cuộc đời này, nhưng bố mẹ đã quảng đại hy sinh và dâng hiến người con trai duy nhất làm linh mục của Chúa. Con tin chắc rằng lúc đó Thiên Chúa vị thẩm phán nhân hậu sẽ ôn tồn trả lời cho bố mẹ như khi xưa người đã vui mừng nói với ông ra kêu rằng hôm nay ơn cứu độ chan chứa cho nhà này. Giờ đây con kính xin bố mẹ tiến lên đón nhận món quà độc nhất và duy nhất này của con cũng như của Hội Thánh Chúa. Con cũng xin dâng lên cha tổng đại diện như bó hoa tươi thắm, như tâm tình của con đối với tổng giáo phận quê nhà, lên cha cố, cha xứ và cha chánh văn phòng để bày tỏ lòng cảm mến tri ân của con. Con xin quý đứng bậc đón nhận.